Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Công an quận Hà Đông vừa khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Tiến cùng 19 tuổi, Nguyễn Tiến Dũng 18 tuổi, Nguyễn Hữu Huy 22 tuổi, Trương Trọng Tuấn 20 tuổi cùng chú huyện Ứng Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản các đối tượng khai nhận đầu tháng 10 năm 2023, thuê căn hộ chung cư phường Phúc La, Hà Đông, sử dụng 4 máy tính cùng các thiết bị kết nối mạng Internet để giả danh nhân viên ngân hàng, hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp. Các đối tượng làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản gia lô ảo, nhắn tin, yêu cầu nộp nhiều loại phí để làm thủ tục. Mỗi loại phí người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Các khoản tiền này được chuyển vào tài khoản game tài xỉu của Nguyễn Văn Tuấn. Từ đó Tuấn rút tiền về tài khoản của mình và ăn chia với các đối tượng trong nhóm. Với phương thức thủ đoạn như trên, thì các đối tượng trình bày đã lừa đảo được nhiều người với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Nhóm này hoạt động có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ, đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm. Mỗi địa điểm chỉ thuê và hoạt động không quá 3 tháng để tránh sự phát hiện của công an.